Đây, trên tay 16 Pro Max nha. 16 Pro Max chắc cuối năm nay nó mới ra. Nhưng mà em dự đoán trước. Nếu mà 99% em nghĩ là trúng á, nhưng mà 1% chật thì thôi anh em bỏ qua cho em nha. Tỷ lệ mà, cái gì có tỷ lệ mà. À, năm ngoái cũng tầm giờ này em cũng dự đoán 15 Pro Max nó ra làm sao. Thì anh em có thể anh em coi lại clip đó. À, anh em thấy không? 14 Pro Max nè. Cái nội thất bên trong của nó là cái cụm camera nó dư một khoảng chống hắt đây nè. Thì 15 Pro Max em dự đoán là có thể nó cải tiến và cam zoom, nó làm kính tiềm vọng ra, nó đưa cái cụm cam ra bên đây. Thì nó sẽ chiếm diện tích lại chỗ này, nó sẽ tăng lên 5x, 8x, 10x gì đó. Vậy đúng, năm nay thì Apple làm 15 Pro Max là zoom 5x. Rồi, anh em có thể coi lại clip đó. Còn năm nay em sẽ dự đoán trước cái 16 Plus và 16 Pro Max nha. Nói 16 Plus trước đi. 16, cái này là 15 Plus nè. Thì năm sau á, em nghĩ luôn, cái cụm camera 48MP của cái 15 LED á, nó sẽ dùng của 15 Pro và 15 Pro Max. Thì cũng giống như 4 Pro Max á, cái cụm cam chính 48MP và cái khẩu độ cảm biến cái micron, cảm biến micron của nó thì nó vẫn sẽ dùng lại của thằng 15 Pro và 15 Pro Max. Anh em biết tại sao không? Thì không phải một dây chuyền sản xuất ra một năm. Ê Sony ơi, đổi giùm tao cái dây chuyền khác đi, mày chạy deadline cho tao đi. Nha, không có chạy deadline cái đó nha. Bỏ hết dây chuyền cũ đi, sản xuất cam mới xịn hơn, không có đâu. Năm sau em nghĩ là 16 Plus vẫn sẽ dùng lại cụm cam của 15 Pro Max mắt là 48MP cam zoom và cái cam góc rộng của nó cũng chung thông số luôn. Nhưng mà sẽ không có để xéo nữa. Anh em biết để anh chi thì anh em biết mà học tam giác vuông đi, cạnh huyền là bằng hai cạnh góc vuông còn lại bình phương cộng lại. C bình bằng A bình cộng B bình. Nếu mà cái cam này nó lớn lên thì nó sẽ đẩy xuống dưới đây. Nó đẩy xuống dưới đây thì nó sẽ chiếm diện tích cục pin. Đúng không? Thành ra em nghĩ là năm sau không có đẩy xuống dưới đây nữa đâu. Nó sẽ đẩy ngang qua. Nó sẽ trở lại thành cam dọc. Để làm chi? Để có khả năng quay Spatial Video. Spatial Video là cái gì? Spatial Video là anh em dùng với Apple Vision á. Nó vừa quay góc rộng, nó vừa quay cam chính á, để cho cái hình ảnh có độ nổi khối á. Anh em coi cái kính mà có hình vòng cung á, nhìn nó nổi hơn đúng không? Thì năm sau sẽ chỉ về đây. Em nghĩ gần như chắc chắn 100% luôn. Đó, nó sẽ chỉ về đây. Và nó sẽ có trang bị LiDAR. Tại bắt buộc anh em quay Spatial Video phải có LiDAR. Cái cục đen LiDAR đấy. Để làm chi? Cục LiDAR đó để nó đo được cái độ sâu của cái vật thể. Đấy. Năm sau như thế, vỏ nhôm, action button, cam nằm dọc, có tính năng thêm Spatial Video và màn hình vẫn là màn hình tay thỏ, bởi vì training khách hàng rất là mất thời gian. Uber lại Grab vào Việt Nam phải đổ cả ngàn tỷ ra để thay đổi thói quen người dùng từ xe ôm truyền thống, đặt hàng đồ ăn truyền thống chuyển qua đặt qua ứng dụng. Anh em mình vô không? Thì không lý do gì một năm hai năm là chỉ khách mày bấm vô cái đây Dynamic Island này đi, nó hay lắm, nó xịn lắm, bấm vô đó đi. Bấm giùm cái đi, cái bấm vô action button là bấm giùm cái đi, chứ đừng dùng gạt rung nữa. Thì khi training khách hàng như thế là không có nào một năm mà đổi. Mình nghĩ là năm sau vẫn sẽ dùng cái nốt này, cái Dynamic Island này. Thì nó sẽ chắc tăng độ sáng lên và sẽ có thêm tính năng gọi là dual GPS này nè. Mình nghĩ đó, để làm chi anh em biết không? Để nói chung là để an toàn người dùng. Em nghĩ là vậy. Nó có Rad Detection rồi, là có nghĩa là va chạm đụng xe rồi vân vân, rồi có gọi qua vệ tinh ok, rồi có bị mà mất sóng không có sim mạng vẫn gọi vệ tinh được. Và em nghĩ là năm sau sẽ có thêm một số tính năng nè, đó, hỗ trợ nè, đó. Rồi xong nha. Nói xong qua khứa 16 Pro Max nha. À, nói tiếp tới 16 Pro Max nha. Thì 16 Pro Max nó về. Đây là nội thất của cái 16 Pro Max nè. Năm nay thì mình thấy 16 Pro Max nó có cải tiến hơn ở cái viền nhựa này. Thì nó có cái nó không phải là bằng nhựa, mình nghĩ nó giống như là mấy cái ron trong máy lọc nước á. Nó sẽ có mềm mềm nữa, để làm chi, cái gì có khả năng thay đổi hình dạng á, nó sẽ chẹt những cái góc là tốt hơn, rồi nó kháng bụi kháng nước tốt hơn. Mình nghĩ là cái chất liệu này nó hoàn thiện hơn nhiều so với cái ron nhựa đen đen quỷ này nè. Cái ron nhựa đen đen anh em thấy nè, đó, nó sẽ khác biệt đó. Còn cái thứ hai nữa thì camera em thấy là cái cụm cam nó vẫn còn thừa diện tích ở cam macro nha. Thành ra năm sau 16 Pro Max sẽ tăng mạnh khả năng chụp macro, có thể chụp rất nét, chụp rất gần, chụp siêu gần như kính siêu vi hiển vi. Anh em có thể soi trong con hào á, nó có sáng lại, nó bơi vòng vòng á, kiểu vậy đó. Cục pin thì nó vẫn ok thôi, hiện giờ công nghệ pin chưa thay đổi thì cục pin vẫn xài cũ vậy thôi. Nó sẽ không có chiếm diện tích chỗ này, pin nó hở đúng không? Để tránh bài học giống như Samsung Note 7
thì nó sẽ không có chiếm tích chỗ này đâu, bởi vì nếu mà nó bị phồng lên hay bị co giãn á, nó bị chạm cái gốc và bị nứt gãy nó sẽ dễ ra cháy nổ. Thì hãng ăn phốt cũng mệt hơn nữa, chắc pin năm sau cũng không thay đổi đâu đó. Pin năm sau miễn mà để em chuyển qua cái hình 15 đồng mắt cho anh em coi, là 15 đồng mắt này. Thì năm sau vẫn có dùng titanium chip á, thì vẫn sẽ là A17 Pro, nhưng mà em nghĩ là A17 Pro cải tiến, vì chip A17 Pro hiện giờ đang xài trên tiến trình 3 nanomet thì em nghĩ năm sau nó sẽ là cải tiến của 3 nanomet chứ không có nào xuống 1 nanomet được. Nó vẫn có xài 3 nanomet nhưng mà là 3 nanomet plus gì đó, có thể thêm nhân CPU, thêm nhân GPU gì đó, và nó tăng cái diện tích của cái đế bán dẫn lên, cái đế CPU lên, em nghĩ là thế. Thì nó sẽ mạnh hơn á và nó mát hơn á, nhưng mà nó không thay đổi tiến trình 3 nanomet nha, không thay đổi đâu. Camera thì em nói thiệt, 12-24 MP em đang còn đang dùng, 48 MP chưa dùng tới. Năm sau chắc vẫn sẽ là 48 MP thôi, không thay đổi về cái camera chính nhiều lắm đâu. Em nghĩ là có thể thay đổi khẩu độ, co giãn, zoom ra zoom vào, nhưng mà không thể nào thay đổi cái 48 MP này. Năm sau chắc vẫn 48 MP thôi. Vì em vẫn đang chụp, em vẫn đang quay clip cho anh em coi bằng 12-24 MP mà. Đó, màn hình vẫn là ceramic shield thôi. Pin thì cũng vậy rồi. À quên, màn hình thì nó sẽ lên 120Hz và cái độ sáng từ 2000 nits. Mình nghĩ sẽ giống như là cái Apple Watch lên 3000 nits nha. Lên 3000 nits nha, màn hình lên 3000 nits, độ tương phản sẽ cao hơn. Rồi, chốt lại cái vỏ titan này, nếu mà thay đổi chất liệu vỏ mới á, thì chả khác gì tự vả vào mặt, nói à vỏ titan không ngon, nên thành ra thôi năm sau tao đổi như iPhone 5C vậy đó, vỏ nhựa vậy đó, làm đúng năm bỏ luôn. Thì không có, mình nghĩ là vẫn sẽ dùng vỏ titan, năm sau vẫn dùng vỏ titan, ký kết hợp đồng với lại nhà phân phối, à tao lấy 100 triệu tấn titan tao xài dần dần vân vân, rồi thì năm sau vẫn có xài titan với lại nhôm thôi, tái chế 100% bảo vệ môi trường. Năm sau vẫn có xài vỏ titan và cổng tai si cũng thế, năm nay tao xài cổng tai si, chứ lẽ năm sau cổng tai si tao bỏ thì cũng không. Tai si có thể nâng cấp tốc độ lên Thunderbolt 4 chẳng hạn. Màn hình vẫn là ProMotion 120Hz và 16 LED vẫn là 60Hz để phân cấp khách hàng, đúng không? Và mình nghĩ sẽ có thêm màu mới là màu đỏ. Nè anh em nhìn nè, 15 rồi mắt không có màu đỏ và 15 LED cũng không có màu đỏ. Mà anh em biết rồi, truyền thống Product Red, Apple ủng hộ màu đỏ để anh chi ủng hộ cái quỹ HIV đó. Thì trích một số tiền lợi nhuận bán máy ra ủng hộ cái quỹ đó. Thì năm nay không thấy màu đỏ. Năm sau 16 rồi mắt mình nghĩ là màu đỏ. Có thể là donate double, ủng hộ gấp đôi. Xin lỗi, năm ngoái không ủng hộ, năm nay ủng hộ gấp đôi. Đó. Và camera sẽ có camera rất mạnh về macro. Nó cũng có tính năng spatial video thôi nè, quay ngang spatial video nè. Cam zoom vẫn là 5x thôi, không biết do gì năm nay 5x, năm sau 7x thì năm nay nó vứt à. Không có đâu, vẫn 5x, cam chính vẫn 48 MP nhưng mà đẩy mạnh về cao ốc rộng. Vẫn là nút action button nha. Đó, có thể là thêm tính năng vô bấm hai lần giữ luôn vân vân. Đó là về phần mềm thôi. Và màn hình vẫn là nốt. Huấn luyện khách hàng nó rồi, huấn luyện khách hàng mệt lắm, chỉ nó là à cái nốt này nó hay lắm, nó hay ho lắm, nhưng mà tao làm 5-2 năm tao bỏ, tao chuyển qua nút ruồi, nhìn giống như mấy cái máy Android á, nhìn có thể bị lầm máy rẻ tiền ngắn hạn á, người ta sẽ không thích. Apple để tạo điểm nhấn hết tay thỏ xong sẽ tới cái quỹ này, cái Dynamic Island này, có thể tăng mạnh về cái wifi mạnh hơn. Và mình nghĩ luôn nha là nó sẽ có như vậy nè, là năm nay có thể là Apple đẩy mạnh về cái cải tiến về loa hoặc là Taptic Engine. Có thể là 16 đầu mắt nó có thể cải tiến mạnh về cái nhìn, nó ok rồi thì cải tiến khả năng nghe. Anh em mình dùng không? Cải tiến khả năng nghe thì cái Taptic Engine nè, với lại cái loa nè, đó loa trên loa dưới nè, giống như mấy cái HTC One hồi trước á, nó sẽ cải tiến cái loa boom xô, loa ngay trên ngay dưới. Hồi đó 6 plus có loa đôi đâu. Thì nó lên tới 7 LED bắt đầu nó mới có loa đôi, thì tới 16 đầu mắt nó sẽ có loa đôi. Nhưng mà em nghĩ là 16 đầu mắt nó sẽ làm cái loa nó bự hơn, nghe giống vật tu chẳng hạn. Rồi, cái đó là dự đoán về 16 đầu mắt của mình. Là em thấy là camera sẽ cái tiến mạnh về camera góc rộng, vẫn là nature titanium thôi, vẫn là màu titan thôi, thêm màu đỏ, vẫn là note thôi, vẫn action button thôi, cổng này cải tiến và cải tiến mạnh về loa. Đó, em nghĩ như thế. Còn anh em thì cứ đoán thử thôi, tại em nhìn phần cứng nó khác. À, clip sau đi, em nói giữa máy Mỹ với lại máy Việt Nam khác nhau gì? Đây nè, cái 14 đầu mắt nè, đó cục này là cục nhựa. Máy Việt Nam nó là một cái lỗ sim, nó bị chạy deadline, nó làm hai bản main khác biệt, không hai bản main khác không kịp. Mà 15 đầu mắt nó làm kịp. Máy Mỹ nè, đó máy Mỹ nè, thì cái ổ cứng nó dời xuống ở đây, bản main nó rộng ra nó mát hơn. Đây,
clip sau đi mình nói là máy Mỹ, máy Việt Nam khác nhau cái gì, bản nào đáng mua. Rồi, thế nha.